Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Hoàng. Thì hiện tại là Lê Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng Studio. Thì bên phải Lê Hoàng đây là rất là nhiều các dòng sao card Electron U16K. Thì phải nói là trong thời gian vừa qua thì Lê Hoàng cũng vẫn cung cấp cho anh chị các dòng sao card Electron U16K này. Nhưng mà do các dòng này nó rất là khó nhập về, cho nên là rất là lâu mới có thể có một cái chuyến hàng nhập về. Thì kỳ này Lê Hoàng nhập về cũng được mười mấy con. Thì ở đây Lê Hoàng có trưng bày một vài con cho anh chị xem. Thì đây là con sao card Electron U16K. Anh chị nhìn cái hình của nó bên này, nhìn rất là đẹp luôn. Thì bây giờ Lê Hoàng sẽ bắt đầu là cho anh chị xem và cũng mở hộp coi trong này có cái gì. Thì thật ra là trước đây Lê Hoàng cũng đã làm rất nhiều clip mở hộp rồi. Thì anh chị xem đây là cái vỏ hộp bên ngoài của con Electron U16K nè, rất là đẹp luôn. Nè, rất là đẹp. Thì với cái con U16K này nè, là chúng ta có hai cái đường mic nè, mic 1, mic 2, có một cái cổng kim guitar riêng luôn nè. Đó, rồi có hai cái cổng ra tai nghe hoặc là loa kiểm âm. Đó anh chị xem, rất là đẹp. Thì bây giờ Lê Hoàng sẽ mở hộp cho anh chị xem coi trong này nó có cái gì. Rồi. Thì bây giờ Lê Hoàng sẽ tiến hành mở hộp cái con này. Nhìn rất là chắc chắn, vuông vức luôn, rất là vuông vức và chắc chắn. Rồi Lê Hoàng sẽ bóc hộp ra ha. Thì bên trong của nó như thế này đây. Trước tiên thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái sấp giấy nhiều như thế này. Thì trong này là nó vừa có giấy bảo hành, rồi nó vừa có giấy hướng dẫn sử dụng luôn. Thì đại loại là Lê Hoàng cũng làm rất là nhiều clip hướng dẫn anh chị rồi, cho nên là anh chị cũng không cần phải xem này đâu. Thì Lê Hoàng cũng vẫn để trong cái hộp của mình. Và tiếp theo thì ở trong cái bộ sản phẩm này thì nó có cho kèm cho mình là một cái dây nguồn, dây cáp nguồn ha. Thì chúng ta sẽ ghim trực tiếp vào cái ổ điện sử dụng tại nhà. Đây anh chị xem. Và tiếp theo trong bộ sản phẩm nó cũng cho chúng ta một cái dây nguồn luôn. Dây này thì vừa lấy nguồn nhạc, vừa là dây nguồn khi chúng ta sử dụng với lại máy vi tính. Đó anh chị xem. Rồi và tiếp theo trong cái bịch này thì nó cho chúng ta một cái dây lai. Dây lai này thì chúng ta không sử dụng, chúng ta sẽ sử dụng dây lai rời là MA2. Và một cái dây lấy nhạc kết nối với điện thoại. Và một cái giắc chuyển 3.5 là 6 ly để sử dụng cho tai nghe. Và tiếp theo bên trong này là nhân vật chính của chúng ta nè, anh chị xem. Đây chính là con sao card Electron U16K ha. Đây anh chị xem rất là đẹp luôn nè. Đó. Thì giống như Lê Hoàng giới thiệu lúc nãy thì nó sẽ có một cái cổng guitar riêng nè, cho những anh chị nào chơi guitar chúng ta sẽ ghim riêng vào đây. Và tiếp theo là có hai cái cổng mic, mic 1, mic 2, đó jack Canon hoặc là jack 6 ly luôn. Và tương ứng với lại cái mic 1, mic 2 này thì chúng ta sẽ có một cái volume tổng, xin lỗi, là chúng ta tương ứng với lại mic 1 và mic 2 này thì chúng ta sẽ có một cái volume chỉnh riêng cho hai cái đường mic nè. Và tiếp theo thì sẽ có hai cái cổng phone 1, 2 dùng cho tai nghe hoặc là dùng cho tai nghe kiểm âm hoặc là chúng ta dùng cho những cái loa kiểm âm, chúng ta ghim vào trong một trong hai lỗ này. Thì tương ứng nó cũng sẽ có hai cái nút chỉnh cho hai cái đường tai nghe ha. Rồi và trên con sao card này thì anh chị cũng nhìn thấy nè, rất là đẹp luôn đúng không, rất là đẹp. Và ở đây nó có tích hợp 16 hiệu ứng echo reverb cho chúng ta để chúng ta lựa chọn để chúng ta có thể thu âm hoặc là hát live. Ngoài ra đây thì có hỗ trợ luôn nguồn phantom 48V, là chúng ta sử dụng với những mic 48V đó, là chúng ta không cần phải gắn thêm cái phantom nữa mà có sẵn nút này, chỉ cần nhấn nút như thế này là có thể là sử dụng được mic 48V rồi. Đó, rồi có chức năng MC. Đây anh chị nhìn đây, rất là đẹp, rất là đẹp. Đó. Đây là mặt sau của con sao card U16K ha, anh chị xem nhìn rất là đẹp luôn. Đó. Rất là vuông vức và phải nói là cái sản phẩm này Lê Hoàng cực kỳ thích luôn, cực kỳ thích. Và cũng có rất nhiều anh chị đang đặt hàng Lê Hoàng rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì sẵn đây là có rất là nhiều cái sản phẩm về, có rất nhiều sản phẩm về ở đây. Thì những sản phẩm này anh chị thấy thì có thể là trong vòng 1-2 ngày nó sẽ hết rồi. Cho nên là anh chị nào mà yêu thích thì có thể đặt hàng nhanh với Lê Hoàng qua số điện thoại là 098 97 37 960, Zalo 24/24 để Lê Hoàng tư vấn
rồi anh chị đặt một cái sản phẩm như thế này về để chúng ta có thể vừa hát live, vừa karaoke, thu âm, kết nối dàn nhạc, kết nối mixer, kết nối âm ly, kết nối loa kéo, mọi thứ luôn với con sao cạc này, cực kỳ hay luôn. Rồi cảm ơn anh chị đã xem clip của Lê Hoàng nha. Nhớ nhấn nút subscribe đăng ký kênh cùng với cái chuông bên cạnh để khi Lê Hoàng có đăng những cái clip mới nào hay là những cái sản phẩm mới nào thì anh chị có thể nhận được ngay luôn. Rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Xin chào anh chị.